Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có ngay sau đây là tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc xoáy, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Thu Lũng, Lai Châu 170mm, Bản Lang, Lai Châu 83mm, Vị Thượng, Hà Giang 87mm, Bảo Nhai, Lào Cai 78mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần lên, nên từ ngày mai đến ngày 20 tháng 7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cảnh báo từ đêm nay đến ngày 22 tháng 7 trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng. Khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7 có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên từ ngày mai trở đi, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm trên giờ, có nơi trên 60mm trên giờ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Thưa quý vị, hiện nay trên khu vực các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có một số nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua tại một số nơi như Chư Sê là 47,4mm, Igrai, Gia Lai 43,6mm, Bảo Thuận 73,2mm, Di Linh, Lâm Đồng 48,8mm. Trong khoảng 1 đến 3 giờ tới, khu vực các tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Có nơi trên 50mm. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng. Tiếp theo bản tin là tin về vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông. Thưa quý vị, sáng nay vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 19 đến 20 độ vĩ Bắc, 114,5 đến 116,5 độ kinh Đông, nằm trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18 đến 20 độ vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Từ nay đến ngày 20 tháng 7 ở vùng biển phía Đông, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới. Ngoài ra, hiện nay có một vùng áp thấp ở khu vực Tây Thái Bình Dương mang bản hiệu 98VK. Dự báo vùng áp thấp này mạnh lên thành bão, có thể sẽ là siêu bão, có tên quốc tế là Infa. Cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và phát triển mạnh lên với sức gió mạnh nhất giật cấp 17. Thưa quý vị, theo như quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ, GFS cho biết thì cơn bão này tiếp tục mạnh lên, hướng đi, vị trí, di chuyển của bão cứ tiếp tục nguy hiểm hơn, đi theo hình vòng tròn và cứ quanh quẩn trên khu vực biển Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin này trong những bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm. Tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, riêng Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên phổ biến từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng phía Nam Sơn La và Hà Bình 30 đến 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng phía Nam từ 32 đến 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 20 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xét đến thời tiết các tỉnh Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 28 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào vài rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cuối cùng, bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh.
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4. Bắc biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Phía nam có lúc cấp 6, biển động. Vùng Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Riêng phía tây cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.